Hello, xin chào mọi người. Lại gặp mọi người trong một clip mới. Thì hôm nay mình xin nói về một cái vấn đề là có khoảng 6 tuần tuổi nó đi, hoặc là một tháng nó đi, hoặc là các bạn có thể là biết chống máy rồi á, thì có việc nên tách cá chống máy được không? Thì nếu mà anh em chơi cá mấy màu mà chơi vui á, thì nuôi mà không có hồ nhiều á, thì có một cái hồ hoặc là ít hồ á, thì các bạn cũng không cần thiết phải tách ra đâu, tại vì mấy bạn nuôi chơi vui thôi. Còn nếu mà anh em mà chơi đam mê hoặc là chơi để nhân giống, để tìm ra những cái cặp cá đẹp để duy trì cái nòi giống tốt, không mắc màu, không tặc lỗi, thì việc tách cá này cũng rất là cần thiết. Thì sau đây mình xin giới thiệu một số cái lý do mà có nên tách cá khi mà chúng ta biết được trống máy không. Thì trước mắt các bạn là một bầy cá mà full dress. Bầy này cũng được gần 2 tháng rồi. Tại và bầy này thì đáng lẽ là mình đã tách nó trước rồi kìa, chứ không có để bây giờ tách, tại vì mình bận một số không có thời gian đó, nên việc tách này cũng hơi bị chậm trễ. Chứ đáng lẽ là mình đã tách trước rồi. Thì hôm nay mình muốn quay video clip này luôn, cũng giới thiệu các bạn luôn. Thì cái tuổi này á, thì cá nó đã bắt đầu dí máy rồi. Cái lý do đầu tiên là tách ra là để cá nó phát triển hơn. Khi mà cá cái tuổi này á, thì nó sẽ bắt đầu dí máy rất là nhiều, và cá máy á, nó cũng phải chưa chịu cá chấm cho lắm, tại vì tuổi này nó cũng chưa phát triển hoàn thiện nên nó sẽ hay bị chạy lẫn trốn. Và việc mà trống dí máy nhiều á, để mà dí nhau á, thì nó sẽ làm cho cá nó sẽ hao mòn sức lực một chút. Thì tại vì mấy ổng cứ hay đòi giấy cho theo đòi chịch, thì mấy bà thì hay chạy, nên việc này rất là hao tốn, nên là hao tốn sức lực, nên là việc mà tách ra nó cũng là một phần lý do là để cá nó tập trung phát triển hơn. Khi tách trống máy ra thì nó sẽ không có giấy và nó sẽ tập trung ăn uống nghỉ ngơi, nói chung là nó không có bận tâm gì đến gái cả, thì nó sẽ phát triển tốt hơn cho con cá hơn thôi, và nó sẽ mập mọt hơn. Mấy ông không dí thì mấy ông sẽ mập mọt hơn thôi. Đó là cái lý do thứ nhất của mình mà đưa ra. Cái lý do thứ hai nữa đó là khi mà chúng ta nuôi cùng trong bầy thế này á, thì chắc chắn là sẽ có một số dòng á, nó sẽ phát triển hơn, và cá trống á, nó sẽ thụ tinh được. Và khi mà thụ tinh được rồi đó, thì nó sẽ cho ra những cái bầy cá mà chúng ta không được ưng ý, và việc tách ra nó cũng đề phòng được những cái thụ tinh không ngoài ý muốn. Thì cái bầy này mình thấy là cá mái thì số lượng cá mái nó hơi nhiều, nên mình sẽ ưu tiên là bắt những con cá trống ra, tại vì nếu mà bắt cái máy ra thì nhiều quá thì tìm nó hơi bị lâu. Nên các bạn nhìn, nếu mà số lượng cá trống nhiều thì bắt cá máy ra, mà cá máy nhiều thì chúng ta sẽ ưu tiên bắt cá trống ra. Mọi người thông cảm nha, tại vì hôm nay mình bị ngặt mũi á, nên có gì nói thì nó không được rõ cho lắm, nó không được hay cho lắm, mọi người có lắng nghe nha. Và cái lý do thứ ba nó là khi mà chúng ta bắt ra như thế này á, thì tách ra bầy trống máy riêng á, thì sẽ lựa được những con cá, chúng ta sẽ lựa được những con cá mà trống và cá máy chúng ta sẽ ưng ý hơn, tại vì nó chung bầy thế này thì sẽ khó phát hiện được những con trống đẹp và những con máy đẹp. Khi mà chúng ta tách ra rồi á, thì chúng ta sẽ dễ dàng tìm ra được những con cá trống đẹp ưng ý với mình. Những cá trống đẹp thì tùy theo cái tiêu chuẩn của mỗi người chơi thôi, và tùy theo dòng. Nếu mà dòng full này á, thì tất nhiên là hơi ưu tiên những cái vây lưng, vây đuôi, lưng, đầu, nói chung là tùy theo sở thích của mỗi người, tùy theo với từng dòng cá mà các bạn ưu tiên chọn những dòng cá, những cái tiêu chuẩn riêng cho mình. Bài này thì có khá ít là có trống.
cái lý do thứ tư đó là mình khi mà chúng ta bắt được, khi bắt chúng ta mà bắt cá trống mái ra thì chúng ta sẽ kiểm soát được cái lượng cá trống và cá mái nó chênh lệch như thế nào, để mà chúng ta có thể, các bạn nuôi chơi thì không có gọi là gì, nhưng mà khi mà chúng ta nuôi mà bán á, thì chúng ta sẽ kiểm soát được trống cá mái. Nếu mà cá trống mà ít á, thì chúng ta sẽ một con trống và kèm theo hai con mái. Các bạn có thể bán thêm một cái loại như trio cũng vậy, là một con trống hoặc hai con mái. Nếu mà như cá mái mà nó ít hơn cá trống á, thì các bạn có thể điều chỉnh là còn một con mái hoặc hai con trống đó. Việc mà tách ra nó cũng có lợi như nó. Còn một cái điều nữa là mình muốn, điều thứ năm nữa là một cái lý do mà tách ra là nó cũng thể tiết kiệm được một cái khoảng không gian hồ. Ví dụ như các bạn nuôi mà cá mà các bạn nuôi hồ mà các bạn không nhiều á, mà khi mà cá mà đẻ ra quá nhiều á thì chúng ta sẽ làm thế nào? Thì một số anh em chơi á, thì sẽ để hoài vậy đó, cho chung một hồ cho bầy con nó lớn ra, nhưng mà khi tách ra thì không có hồ thì ta sẽ có một hoặc hai cái hồ riêng á, thì chúng ta sẽ bắt gom những con cá mái lại và những con cá trống khác màu, khác dòng và khác màu có thể chung lại một hồ nuôi vẫn ok, tại vì chúng ta đã bắt riêng ra rồi thì trống mái nó sẽ không có phối được với nhau và không sản sinh được những cái loài khác giống được. Để mình quay cho các bạn xem. Đây là cái bài coi và bài phun rác mình bỏ, đây là những con cá mái và cũng có những con phun gom đây. Như thế này thì đây là bài mái không thôi, không có trống. Thì như vậy ta sẽ tiết kiệm được hồ. Nhưng mà các bạn chú ý là các bạn có thể tách ra từ khoảng 6 tuần tuổi, hoặc là các bạn biết, các bạn có thể biết được trống mái thì các bạn tách ra, thì như vậy á thì cá nó sẽ không có đấu đá nhau. Khi mà cá mà lớn rồi, nếu các bạn tách ra những cái mái chung vô một hộ, nhiều khi nó sẽ cắn lộn với nhau đó, tại vì cái bản tính của nó cũng khá là hung hăng chứ không phải dạng vừa đâu. Mình lưu ý các bạn là khi các bạn tách ra thì các bạn nên lựa chọn những cái dòng cá nào mà đã biết trống và biết mái và nó còn nhỏ, nói chung là biết trống mái là được rồi. Còn mà khi mà lớn quá rồi thì các bạn không nên tách ra làm gì, vì khi đó thì sợ nó đã thụ tinh cái trống và cái mái, nó đã thụ tinh với nhau rồi. Ra như thế này các bạn nuôi, các bạn cho ăn đầy đủ thì nó sẽ phát triển rất là to, và khi mà chúng phát triển rất to thì cái mái sẽ thụ tinh dễ dàng hơn, và chúng ta sẽ tách ra, chúng ta sẽ tìm kiếm được những cái cặp cá mà chúng ta ưng ý, chúng ta muốn làm giống và duy trì cái những cái sắc tố mà có lợi cho bản thân cặp cá đó. Ví dụ như bản đuôi to, bay lưng cao, cuốn đuôi bự thì nó có thể giúp cho cá các bạn có những mảng đuôi to, nó không bị xệ xuống, tại vì những cái con cá mà cuốn đuôi nhỏ thì cá nó dễ bị xệ đuôi lắm, tại vì cuốn đuôi nhỏ thì nó không có thể giữ được những cái bản đuôi cá, cái đuôi cá to được.
À, các bạn lưu ý là khi mà các bạn vớt cá ra thì các bạn đừng nên cho ăn là nhiều nha. Tại vì cho ăn nhiều á, các bạn vớt ra cá nó dễ bị sốc và no bụng á, dễ bị, nói chung là nó sẽ ảnh hưởng đến cá rất là nhiều. Khi mà chúng ta vớt như thế này á, thì mình chưa cho chúng ăn gì cả. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này của mình. Hẹn gặp lại mọi người ở một video tiếp theo. Nhớ like, subscribe giúp mình nhé. Ok, cảm ơn mọi người.